Sao có nhiều tờ báo có viết theo quy định của giáo hội phật giáo việt nam còn chưa tìm ra quy định văn bản gốc thì giáo hội không cho phép nhà sư đi khất thực tại sao chỗ của sư lại được phép đi khất thực à, sư chỉ nói cái trường hợp của sư thôi ha tức là để mà đi sư đi khất thực được ấy để sư đi khất thực được thì sư phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương tức là phải xin phép chính quyền địa phương và khi xin phép chính quyền địa phương như vậy đó thì chính quyền địa phương đó, họ biết là ông sư hạnh tuệ ở chùa nam tông ổng sẽ đi khất thực trong khu vực của mình nó thẳng là mình có đăng ký đi khất thực có đăng ký với chính quyền địa phương thì như vậy chính quyền địa phương sẽ biết À, là chùa nam tông có những ông sư này đi khất thực và biết mặt những ông sư này để chi có lần sư gặp một trường hợp như thế này sư gặp một trường hợp như thế này ừ. à, sư đang ở bác đi khất thực thì có một anh mặc uh, đồng phục uh, công an ảnh chặn sư lại và dùng một cái lời lẽ rất là hùng hồn nói là anh là ai ai cho anh đi khất thực ai cho anh đi khất thực không có kêu sư nha ai cho anh đi khất thực ở đây sư mới nói là uh, sư ở chùa Nam Tông uh, và cái uh, cái việc sư đi khất thực ấy thì uh, có đã có thông báo và được xin phép của chính quyền địa phương uh, nếu như anh uh, muốn tìm hiểu thì một anh có thể về chùa hai là anh phải uh, anh anh có thể liên hệ với uh, uh, chủ tịch phường với anh uh, với cái chú chủ tịch phường uh, hoặc là anh công an khu vực để để anh xác minh thì các anh đó canh công an anh đứng đó cho tôi anh đứng đó cho tôi Này, giấy có giấy tờ không giấy giấy cho phép anh đi khất thực có không sư mới nói là không có sư không có đem theo à, thực tế có đâu đem theo chỉ đồng ý miệng thôi đồng ý miệng thôi à, và anh này ảnh anh gọi anh gọi vào một hồi anh công an khu vực ấy anh tới và anh xác nhận tức là cái chuyện mà thì lúc bây giờ thì anh này anh mới nói đi rất thật có cái gì không mở ra coi thì khi đó thì sư bình thường đấy mở ra ừ, mở ra trong đó là toàn đồ ăn không à nhớ nha anh muốn đi khất thực ấy mình um, các sư ấy, các nhà sư ấy, muốn đi khất thực ấy, mà nó an ổn ấy. đừng bao giờ nhận tiền và tốt nhất là không có không được để bất kỳ một cái đồng tiền nào trên người hết trơn nha không có một cái đồng tiền nào trên người hết trơn thì khi mở ra đó mở ra đó, thì anh này anh anh quê <laughs> anh quê anh quê <laughs> uh, nói sư biết là uh, sư, anh, anh mới cái hồi mà anh có anh công an khu vực anh chạy tới anh xác nhận anh xác nhận thì cái anh ảnh quê anh quê anh mới nói là sư biết là không uh, có cho đi thất thực không mà sư đi sư không cầm giấy theo à, sư, sư cười sư cười à, sư cười là thôi đi cho nên nó có những chuyện mà nếu mình khéo ấy, thì nó cũng không vấn đề gì mà nếu như mình đi chui ấy, thì nó lại có vấn đề tức là gì ở khu vực ở khu vực mà khi sư đi khất thực ấy, thì sư phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương thì như vậy họ sẽ quản lý được để chi để tránh trường hợp sư giả tràn lan và cho nên ấy, những trường hợp mà bất kỳ một người nào khác bất kỳ một người nào khác đi khất thực là khu vực biết ngay cái này là cái thứ giả cái này là cái thứ giả, không phải ông sư. Tại vì chùa ở khu vực này chỉ có chùa Nam Tông thôi mà chùa Nam Tông thì mấy ông sư mặc ông sư mình biết và mình chỉ cho phép mấy ông sư này đi. Còn mấy ông này là mấy ông nào? Xin thưa nhé, xin thưa nhé, vị sư lạ đó, mà nếu như không được sư dẫn đi thì có khi khu vực họ không biết thì họ sẽ đánh giá là cái này là đồ giả. Đấy, cho nên mình phải khéo mình khéo mình giải quyết thì cái chuyện mình đi khất thực ấy nó cũng không đến mức khó còn làm sao để mà mình được uh, khu vực mà họ thông cảm họ hiểu và họ duy trì cái chuyện mình đi khất thực ấy thì nó lại là một vấn đề khác